Hương Chúa xin kính chúc tất cả các quý khán giả một buổi chiều thật là vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đặc biệt là Hương xin kính chúc tất cả các quý thầy cô, các bạn bè, đồng nghiệp ngày hôm nay sẽ được rất nhiều niềm vui và mọi sự bình an, may mắn và hạnh phúc, có nhiều gặt hái nhiều thành công và thắng lợi mới. Thì trong cái bầu không khí rất là vui và hào hứng của cái ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 2023, thì cập nhật cái xung quanh cái chủ đề idol ca sĩ Hồ Văn Cường, thì hôm nay cái tin mới nhất là trên cái trang fanpage Hồ Văn Cường thì idol của chúng ta đã viết một cái status để gửi lời biết ơn và tri ân và kính chúc sức khỏe đến tất cả thầy cô. Thì Hương muốn chia sẻ cái nội dung này nhanh để cho cả nhà mình cùng là hiểu, lan tỏa và thấy được cái cậu Út nhà ta rất là đông đầy cảm xúc, chân thành, ấm áp và rất là tình cảm, rất là biết cái hiếu đạo lễ nghĩa ha. Thì Hương sẽ đọc lại cái bài này đây và muốn chia sẻ. Thì nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày tôn vinh và tri ân những cống hiến của các bậc nhà giáo, con em Hồ Văn Cường xin gửi lời chúc tất cả các thầy cô giáo trên toàn đất nước sẽ có thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều thành tựu và thành công trong công tác giảng dạy của mình. Riêng đây, con em cũng muốn gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các thầy cô giáo đã và đang dìu dắt và giúp đỡ con em để giúp con em có được như ngày hôm nay. Con em xin gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện và giúp đỡ con em có được môi trường học tập tốt nhất trong suốt những năm qua, cũng như lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người thầy đã chỉ dạy và nâng đỡ con em trong sự nghiệp ca hát từ lúc mới bước vào nghề đến thời điểm hiện đại. Hiện tại, một lần nữa con em Hồ Văn Cường xin được tri ân và mong chúc những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đến với tất cả các quý thầy cô. Thì đây là một cái lời chúc rất là đông đầy ấm áp và rất là hay, rất là sâu sắc và ý nghĩa ha, gửi đến tất cả các quý thầy cô đã và đang dìu dắt và nâng đỡ dạy dỗ trong sự nghiệp học tập, trong cái lĩnh vực học tập cũng như trong sự nghiệp ca hát. Đặc biệt là các thầy cô Tập đoàn Nguyễn Hoàng và các thầy cô giảng viên ở trường đại học Hoa Sen ha, trong những năm tháng còn sinh viên đã giúp đỡ cho idol của chúng ta rất là nhiều. Xin tri ân và biết ơn tất cả những tấm lòng, những tất cả những các thầy cô giáo ha, những người, những đại ân nhân của gia đình Xanh Đọt Chuối của FC. Thì cái bài chúc này đã được nhận được là 1.800 lượt thích và 537 lời bình luận và 140 lượt share ha. Mà mới đây là có 4 tiếng đồng hồ thôi ha, viết cách đây là 4 tiếng đồng hồ và đã nhận được 140 lượt share và 537 lời bình luận. Thì Hương sẽ sơ lược một số bình luận cho cả nhà thấy ha. Thì Hương có viết nè: con rất tuyệt vời, luôn hiếu thảo và kính trọng tôn sư trọng đạo, những lời chúc của con rất ấm áp và hạnh phúc nhất. Chúc con mãi vui vẻ, an nhiên và gặt hái nhiều thành công trong mọi lĩnh vực ha. Những lời chúc đến quý thầy cô rất chân thành, cảm động. Chúc con luôn mạnh khỏe, học tập, đạt thành tích cao, thành công trong con đường nghệ thuật. Yêu lắm con, người học trò ngoan, hiếu đạo. Cảm ơn con nhé. Chúc con mãi mãi là con ngoan trò giỏi của ba mẹ và thầy cô, mạnh khỏe, bình an, thành công tốt đẹp trên con đường hoạt động nghệ thuật. Mãi mãi yêu thương và ủng hộ con. Thương con, chúc con thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn tỏa sáng. Xin chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, xin chúc mừng trường đại học Hoa Sen, xin chúc mừng ca sĩ Hồ Văn Cường, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc con luôn vui vẻ và thành công trong mỗi lĩnh vực nhé. Cảm ơn con với những lời tri ân quý thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Hãy cố gắng học tập và rèn luyện để ngày càng hoàn thiện mọi mặt và đi đến thành công. Đó chính là lời cảm ơn thiết thực nhất. Nghe con, yêu con nhiều. Thương bạn Cường, chúc con sức khỏe, bình an, thành công trong học tập cũng như sự nghiệp. Chào con trai, cô cũng là giáo viên. Khi nghe được những lời chúc của con, cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc ấm áp của con.
Con rất tuyệt vời, luôn hiếu thảo, kính trọng, tôn sư trọng đạo. Con rất xứng đáng được mọi người yêu thương. Chúc con mãi vui vẻ, an nhiên và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Cô luôn ủng hộ và thương yêu con. Thương con. Thương con, thương con, cô cũng rất mong các thầy cô giáo sẽ luôn thương yêu con Hồ Văn Cường, luôn giúp đỡ, dìu dắt con trên con đường học vấn cũng như con đường âm nhạc. Chúc tất cả các thầy cô giáo ngày 20 tháng 11 thật tuyệt vời, luôn yêu mến các thầy giáo của con Hồ Văn Cường ạ. Đáng yêu lắm nè con trai Hồ Văn Cường, chúc con nhiều sức khỏe, luôn bình an, tiến tới thành công, mãi yêu và sẽ mãi yêu. Rất rất là nhiều lời chúc mừng ha. Và chúc con Hồ Văn Cường thật khỏe, vui vẻ, hát hay hơn, mãi là người con ngoan, giỏi lễ nghĩa của đại gia đình Xanh Lộc Chuối. Cảm ơn con, lời trang thật ấm lòng đến quý thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Ráng cố gắng học giỏi, hoàn thiện mọi mặt để thành công sự nghiệp tương lai, phát triển rực rỡ hơn, yêu con. Tuyệt vời những lời trang của con đến tất cả những người thầy cô giáo của Cường. Cảm ơn con nhé, chúc con đạt thành tích cao trong học tập và tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Tuyệt vời quá, con ơi, con rất xứng đáng được mọi người yêu thương. Thì rất rất là những lời chúc mừng và những lời khen dành cho idol của chúng ta, ca sĩ Hồ Văn Cường ha. Thì đó là những cái lời chúc nhân ngày nhà giáo Việt Nam rất là đông đầy, ấm áp và rất là tình cảm của con luôn luôn. Lúc nào cũng dành một sự bất ngờ dành đến cho tất cả cha mẹ, những bậc thầy cô và những khán giả, luôn luôn bất ngờ nhưng không có nói, nhưng mà là hành động ha. Rất rất là tuyệt vời. Cô rất là tự hào và hãnh diện về con ha. Chúc con luôn vui vẻ và gặt hái nhiều thành công trên con đường, trong mọi lĩnh vực, cũng như trong học tập, cũng như trong lĩnh vực ca hát. Sức khỏe là quan trọng, giữ gìn sức khỏe ha, đó là cái điều quan trọng nhất. Đây là cái hình ảnh rất là dễ thương ha, trong chiếc bộ áo dài màu vàng ha cả nhà. Đó là những cái hình ảnh, đó là cái thông điệp của cái video ngày hôm nay, lời chúc mừng và gửi đến là tri ân thầy cô giáo. Thì đó là trang fanpage. Thì xong rồi thì Hương cũng qua nói sơ về fanpage xong thì mình cũng nhắn sơ về qua cái YouTube, nói sơ vậy thôi. Thì Hương mình cái video nào mình cũng đã cập nhật rồi, thì Hương không có muốn mọi người vui chơi nhưng nhớ nghe nhạc cài view ha. Mình dẫn vào Hồ Văn Cường official nha cả nhà. Thì trên cái đây cũng đánh vào Hồ Văn Cường thì 158.000 người đăng ký, thì vẫn cập nhật bài Người ơi đừng bỏ quê. Thì hiện bây giờ nó so với hồi lúc mà chiều nay hơn buổi sáng Hương làm video, thì hiện bây giờ nó là bao nhiêu lượt ha? 1.666.458 lượt view, thì nó cũng tăng đó, hồi chiều là 1.650 mấy. Đó, bây giờ thì cái lượt bình luận là 62.220 comment, hồi chiều có 61 ha, thì đã lên được 1.000 lời bình luận ha, và 22 là ngàn lượt thích, thì đã tăng hơn so với 1.000 lượt thích. Thì mọi người nhớ nghe vào nghe nhạc Người ơi đừng bỏ quê ha, nó đang quảng cáo để giữ top và giữ view cho idol của chúng ta. Và cái bài Đèn phia và cổng mẹ thì 836.000 lượt view rồi. Bài Đèn phia. Đèn phia thì 812.000 lượt view, lượt xem. Thì đó là những về cái kênh YouTube ha, tất cả vẫn nhà, đặc biệt là Người ơi đừng bỏ quê, hiện bây giờ thì vẫn là 1.600 mấy. Đó, và một kênh đăng ký thì 158.000 người đăng ký, 1.600.000 mấy hồi nãy Hương nói đó. Thì tất cả mọi người tiếp tục ha, tranh thủ lúc nào vẫn luôn luôn nghe nhạc cài view Người ơi đừng bỏ quê để giữ top, giữ view cho con. Thì đó là cái kênh YouTube. Và có một cái thông báo sang fanpage, fanlove và
thông báo từ cái FC của Hà Tĩnh thì hồi chiều Hương có thấy bạn Hảo Lê đăng lên Nghệ An Hà Tĩnh có cái cuộc họp mặt ăn mừng MV, thì sẵn đây Hương sẽ thông báo cái chương trình này lên để cho mọi người biết ha. Hương có chia sẻ về trang nhóm của Hương. Hương nãy hình nãy Hương có chia sẻ về Hương nhóm của Hương để từ từ Hương thấy. Ủa sao đâu rồi ta? FC Hà Tĩnh. FC miền Trung. Mọi người đợi Hương chút ha, cái bài đó hồi nãy Hương chia vào trang của Hương, sao bây giờ không không để tìm thấy. Nhân ngày nhà và giáo Việt Nam, con em xin kính chúc tất cả các quý thầy cô giáo, thì cái này bài của Hương ha, Hương kính chúc các quý thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp của Hương thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công và thắng lợi mới. Thì đây là những cái hình ảnh về này về kỷ niệm 41 kỷ niệm về thành lập trường, về tham dự, thì đây là có những bạn đồng nghiệp của Hương và tất cả những học trò của Hương bây giờ đã lớn và trưởng thành thành đạt như thế, và đây là một trong những hình ảnh Hương về thăm ngôi trường trung học khi Hương ở về Việt Nam. Thì hình ảnh mà kỷ niệm rất là đáng nhớ của cái thời trung học của Hương. Đây là Hương có những cái cũng có lời chia sẻ để gửi lời tri ân và cảm ơn thầy cô. Mọi người đợi Hưng chút ha, Hưng đang đang, đang tìm cái bài đăng của em FC miền Trung. Mà sao Hưng không biết là bạn ấy có xóa không, mà sao Hương lên đây Hương Hương không không có thấy cái bài mà FC Nghệ An Hà Tĩnh họp mặt để Hương tìm, mà sao Hương không thấy không biết. Đó, FC miền Trung. Đây đây. Đây là cái bài ha, Hương hồi nãy Hương có chia sẻ sao mà Hương không thấy. Bây giờ Hương đọc lại ha, cái lịch mà của em. Dạ cả nhà ơi, con em thông báo lịch trình của chương trình họp mặt chúc mừng MV Người ơi đừng bỏ quê của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh ạ. À. Và sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh vào ngày 25 tháng 11 2023. À. Nhân dịp này, con em xin đại diện nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh trân trọng mời FC ba miền Bắc Trung Nam sắp xếp tham gia và giao lưu cùng nhóm ạ. À. Sự hiện diện của mọi cá nhân của FC ba miền cũng là niềm vui và hạnh phúc của nhóm. Sáng 25 tháng 11, cà phê sáng ở Vinh và 9:30 xuất phát từ Vinh và Hà Tĩnh. Cả nhà sẽ có mặt và ăn nghỉ ở thành phố Vinh và di chuyển vào Hà Tĩnh sẽ có xe riêng đưa mọi người đi ạ. À. Xong tiệc mọi người về khách sạn tại thành phố Vinh nghỉ ngơi. Sáng chủ nhật 26 tháng 11, cà phê ăn sáng tại thành phố Vinh và sẽ đưa những ai muốn tham quan quê bác, con em sẽ đưa mọi người đi ạ. À. Cả nhà ai tham gia đăng ký ạ. À, để các chị bên Nghệ An Hà Tĩnh sắp xếp và đặt khách sạn ạ. À. Mọi chi phí trong chương trình sẽ do các bạn trong nhóm tham gia đóng góp ạ. À. Khách sẽ được mời. À mọi người.
Đây là cái hình ảnh Lan Tỏ ha, và FC đó là, và bài này thì cũng để lại rất là nhiều nhiều lời bình luận rất tuyệt vời. Nhóm Nghệ An Hà Tĩnh chúc cả nhà thật vui vẻ ấm áp, ước gì được có thể đi, thì cũng rất là 69 lời bình luận và 4 cái lượt chia sẻ ha. Rồi quá tuyệt vời quá cả nhà ơi. Tuyệt vời lắm, tiếc quá, ôi tiếc quá chị về Việt Nam hơi trễ, thấy thông báo vui quá ơi là vui. Thật tuyệt vời quá, chúc nhóm Nghệ An Hà Tĩnh đoàn kết vui vẻ và ngày càng phát triển nha. Thì đây là những cái thông tin về 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 nhóm ha, về và cũng trong một cái trong cái ngày lễ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay, thì Hương cũng muốn chia sẻ một cái bài, một cái về cái gương, về một thầy giáo ở cái đài truyền hình Huế đó, đăng một cái thầy giáo đã liều mình để cứu mọi người trong cái nước lũ, rất là hay và rất là cảm động. Và đây là chia sẻ, thì hôm nay Hương sẽ đăng cái này để cho mọi người một cái tấm gương rất là được tự hào và tuyên dương về không có ngại bản thân mình để cứu người trong nước lũ. Khi mà cái cơn nước lũ về ở miền Trung, chiều Hương đọc cái tin này ở đài truyền hình Thừa Thiên Huế ha, thầy giáo quên mình cứu người trong lũ lụt. Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho mọi người nghe và để xấu hiểu. số vì đuổi được thương tâm. Và bất chấp hiểm nguy, thầy giáo Lê Ngọc Thùy, giáo viên trường Trung học phổ thông Hương Vinh là người đã quên mình vượt hiểm nguy, lao theo dòng nước lũ để cứu những người bị nước cuốn trôi. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thầy giáo Lê Ngọc Thùy qua phóng sự sau. Hương cho mọi người chia sẻ ha. Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 11 năm 2023, trong lúc trời mưa rất to và nước lũ đang dâng cao, một chiếc thuyền chở 8 người từ chợ đầu mối qua sông Đào thuộc địa bàn phường Hương Vinh hướng về phía khu tái định cư Hương Sơ gặp dòng nước xoáy thì bất ngờ thuyền bị lật, khiến cho 8 người ngồi trên thuyền bị lũ cuộn trôi. Trong lúc thầy Thùy đang kê dọn lục ở gác hai nhà mình, nghe tiếng nạn nhân cầu cứu, không đắn đo suy nghĩ, bất chấp hiểm nguy, thầy Thùy vội lấy cây sào và phóng theo dòng nước xoáy ở con kênh ven đường gần đập hầu. Lúc đó trời mưa rất to, nước chảy xiết. Thầy có 3-4 người đang bị lũ cuộn trôi, đang cố nằm với cành cây trôi giữa dòng. Ngay lập tức, thầy đã dùng cây sào đâm được kéo nhanh từng người vào bờ. Trong đó có 2 người phụ nữ và một bé gái khoảng 10 tuổi. Cái bản năng tự nhiên thôi chứ cũng mình cũng không có suy nghĩ chi nhiều lúc đó cả, vì mình nghĩ phải nhanh cho con, mà chậm thì không thể cứu vào được. Đó là cũng trong khoảng 2-3 phút chứ đó thì cứu được 3 người, nước nó chảy xiết thì mình mà chậm thì có vẻ là họ cũng thể là bơi vào được để cứu. Sau đó thì khoảng 2-3 phút sau thì nghe bảo là còn 2 người nữa mà nước nó chảy rất là xiết, thì khả năng nó đua về dưới cuối cái công hồ ấy, thì mình cũng theo cái dòng nước. Thì lúc mình bơi đi thì vợ con trong nhà cũng có nói theo là bà ơi cẩn thận cẩn thận. Sau khi cứu được 3 người vào bờ gần như đuối sức, nhưng với tinh thần quả cảm, tình người trong lũ dữ, thầy giáo Lê Ngọc Thùy tiếp tục quần thảo với dòng lũ lớn để gắng gượng cứu vớt thêm những người còn lại đang bị trôi dạt gần đó. Tuy nhiên, do nước lũ chảy xiết khủng khiếp nên không tìm thấy họ, khiến cho tâm trạng thầy rất trăn trở, áy náy. Khi chồng tôi lao ra giữa dòng nước cứu người thì lúc đó tôi rất là lo lắng. Áo chuối đó mọi người. Vì thấy dòng nước chảy quá xiết, lúc đó trời mưa to. Những người fan FC xanh độc chuối đó. Để cứu người thì tôi cũng động viên là anh ơi, cứu người thì cũng rất là quan trọng nhưng cũng cần phải cẩn thận. Và sau khi chồng tôi cứu được 3 người vào bờ thì nghe người ta bảo là còn 2 người đang trôi giữa dòng nữa, thì chồng tôi đã lao theo và cứu 2 người còn lại, nhưng mà do dòng nước chảy quá xiết và chồng tôi đã đi tìm trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ nhưng không ra. Tôi ở nhà thì cũng rất là lo lắng. Thầy Lê Ngọc Thi là giáo viên bộ môn toán của trường Trung học phổ thông Vinh. Thầy là một con người thầm lặng, thầy đã dũng cảm cứu sống 3 mạng người trong cơn lũ vừa qua. Thầy là một thầy giáo mẫu mực, là một giáo viên đã đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh trong các năm qua, và thầy là một người luôn tận tâm giúp đỡ học sinh và đồng nghiệp trong trường Trung học phổ thông Hương Vinh.
Trước nghĩa cử cao đẹp của thầy giáo Lê Ngọc Thùy, ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương, bà con lối xóm rất khâm phục và quý mến tinh thần xả thân cứu người của thầy. Được biết, ngoài giáo viên giỏi toán cấp tỉnh, thầy Lê Ngọc Thùy còn là một giáo viên chủ nhiệm năng nổ, đầy tinh thần trách nhiệm, có nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ không ít học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Thầy Thùy cảm thấy rất vui vì được góp một phần công sức đưa người dân đến nơi an toàn. Đây đó là tất cả là những cái bài... Thì đó là cái bài mà chia sẻ về cái gương tiêu biểu của ngày thầy giáo ở Việt Nam, một cái những thành tích rất là tự hào và phát huy cái tinh thần cứu người ha, hy sinh quên bản thân mình để cứu người trong dòng nước lũ như thế nào thì rất là tự hào và tuyên dương nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Thì Hương rất là cảm thấy ngưỡng mộ và trân quý những cái tình cảm đó. Thì đây là Hương chia sẻ cái bài từ đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế để nhân ngày nhà giáo Việt Nam, một cái tin rất là như vậy. Thì hôm nay thì chủ yếu về cái chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam thì Hương cũng chia sẻ những cái cảm xúc của Hương thì rất là bồi hồi và nhớ lại cái khoảng thời gian mà Hương cũng từng là một giáo viên và cũng có rất là nhiều cái ước mơ hoài bão khi mà lúc Hương mới ra trường học tập. Hương mới ra trường thì lúc đó còn rất trẻ, cô giáo trẻ, ngày đầu tiên đi lên trường thì được phân công, thì được chọn ha, khi ra trường thì được chọn có những cái điểm thì rất là ở gần nhà mình, mà Hương lại tuổi trẻ mà thích đi xa, đi vào những cái gì mà nó khó khăn thì chọn cái cũng xa nhà mình ha, chọn về xa nhà mình. Và Hương nhớ lần đầu tiên đi lên mà trình diện với người hiệu trưởng thì trên cái đường mà chạy xa hơn nửa tiếng mà Hương lái xe Honda đó, cái đường đất nó trơn trượt như nè, là Hương chọt xong mà quần áo mình mẩy nó dính đầy đất, sình đất hết trơn, mà Hương lên gặp ông thầy hiệu trưởng nhìn không ra luôn. Thì đó là cái kỷ niệm lần đầu tiên. Và khi Hương lên cái ngôi trường thì ngôi trường cũng là nó thấp mà cũng như là ở quê đó, thì Hương nhìn Hương cũng thấy mình cũng thấy lúc đó tuổi trẻ mà mình nhìn mình thấy yêu đời, mà mình rất là đam mê thích lắm ha. Rồi thì từ từ xong rồi đó là cái kỷ niệm lần đầu tiên Hương đi về trường. Và Hương đi dạy học thì mới ra trường thì học trò của Hương thì nó cũng so với Hương thì nó cũng giống như là chị em vậy đó, thì cũng rất là chơi. Hương đi chơi với học trò một cái mối ra quan hệ rất là thân thiết, giống như là bạn bè đi chơi đó. Rồi sau khi học dạy xong rồi đi những buổi chiều rảnh thì đi nhà ở quê mà có những cái vườn xoài, vườn trái cây, rồi những cái buổi chiều lên những cái cánh đồng bên ngoài mà ở quê đó thì đi thả diều. Thì đó là những cái niệm mà rất là Hương nhớ mãi, mà học trò thì nó rất là thích, nó rất thích mình bởi vì mình trẻ trung, mình rất là năng động và nó lại thích mình. Thì về giảng dạy thì được mấy năm xong rồi thì bao cái tình cảm rất là đông đầy, cho nên đến bây giờ học trò nó vẫn còn. Khi Hương về thì đối với những video năm trước thì Hương cũng chia sẻ nó rất là quý mến và trân quý những cái tình cảm của mình. Đó là một cái sự thành công của một cái người mà lái đò, khi nhìn thấy các em đã được trưởng thành và thành đạt và luôn luôn nhớ và biết ơn thầy cô. Thì sẵn đây Hương lại nhớ một người cô giáo giống như một người mẹ, là con đò luôn luôn thầm lặng và yêu thương con, yêu thương, luôn đứng bên, là người cố vấn, là cái người luôn luôn động lực giống như người mẹ hiền. Thì đã có câu chuyện chia sẻ với Hương như thế này, thì khi Hương nói về Hương rất là vui vẻ và tự hào hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa học trò của mình trưởng thành và thành đạt nên người.
Khi Hương quay về Việt Nam thì tất cả những cái tấm chân tình đó đó các em đó rất là quý mến và chia sẻ cho Hương, thì cô ấy mới nói với Hương như thế này: cái niềm tự hào và hạnh phúc và vui nhất trong đời làm nghề nhà giáo của cô ấy là được nhìn thấy cái sự thành công, được thấy một Hồ Văn Cường của ngày hôm nay, thì đó là tất cả là niềm hãnh diện và tự hào nhất của cô ấy. Thì đó rất là lời chia sẻ rất là chân tình, rất là cảm động và xúc động, bao nhiêu cái tình thương mà của người cô giống như người mẹ đã luôn luôn dành cho đứa con yêu quý của mình, luôn luôn lặng thầm và theo dõi con và trong từng bước chân của con đi. Thì Hương rất là trân quý và ngưỡng mộ cái tấm chân tình đó. Thì khi Hương nhắc như người đó thì chắc cô ấy không có muốn Hương chia sẻ, nhưng mà sẵn đây Hương chia sẻ câu chuyện về cuộc đời, về cái nghề nhà giáo Việt Nam. Hương chia sẻ một cái phản về cái tâm tình tình cảm của Hương. Thì Hương không có muốn nói tên, nhưng mà chắc mọi người cũng hiểu Hương muốn nói về ai. Và Hương rất là trân quý và cảm động và xúc động tất cả những cái tình cảm mà cô ấy mà đã dành cho idol chúng ta, ca sĩ Hồ Văn Cường. Thì nhân cái ngày nhà giáo Việt Nam, Hương xin chúc tất cả những thầy cô giáo, những người mà luôn luôn yêu thương, nâng đỡ, dạy dỗ và thầm lặng bên con, thì chúc tất cả được nhiều sức khỏe, vui vẻ và mọi điều may mắn, bình an và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Mọi điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với tất cả những người mà luôn luôn có tấm lòng nhân ái, bao dung và luôn luôn biết nâng đỡ và chở che cho những cái những tâm hồn trẻ thơ, những người lái đò luôn luôn thầm lặng đưa đò sang sông. Thì đó là cái nội dung mà Hương nói về ngày nhân ngày giáo Việt Nam hôm nay. Thì kể về kỷ niệm thì rất rất là nhiều cái kỷ niệm đông đầy. Đó là những cái khoảng thời gian mà đẹp nhất mà của một người giáo viên như Hương, một người giáo viên mà đến bây giờ thì ngăn nghề này Hương rất là thấy xúc động và bồi hồi nhớ lại những cái kỷ niệm cùng với những học trò. Rồi cứ mỗi năm đến ngày nhà giáo Việt Nam thì cùng rất rất là nhiều cái hoạt động của trường xảy ra, mà lúc đó Hương còn rất là trẻ, Hương rất là ham vui. Thì trước ngày đó thì trường có tổ chức rất là nhiều cái phong trào giống như là cắm trại, ca nhạc. Thì ở Hương đi lái xe Honda đó ha, thì từ đó cũng khoảng 30 phút nha, xa nhà 30 phút Hương đi về về. Thì sáng đi chiều về, dạy xong ca thì Hương về. Thì khoảng 30 phút. Thì vậy mà Hương về nửa đêm phê ha. Thì trong cái những đêm mà dân nghệ á, thì từ hát tới 11, 12 giờ phê Hương cũng về nửa đêm. Mà rất là thích, là ham vui, ham chơi ha. Là chơi một đêm đó xong rồi. Có lúc thì có nội trú ở lại ha, với mấy cô nội trú ở lại với mấy chị đó. Xong rồi sáng làm lễ ngày 20 tháng 11 luôn. Và nhớ là những cái đêm không ngủ, những cái không ngủ thì đêm đó là tổ chức nè, nhạc nè. Rồi những cái đêm cắm trại cùng với như học trò. Rồi sáng là tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam. Nói chung là vui, vui, rất là vui. Và đó là những kỷ niệm mà Hương nhớ mãi mãi và bây giờ vẫn bồi hồi và cảm xúc động khi nhớ về những người đó. Thì những em học trò thì lúc nào Hương nói rồi cũng rất là trân quý và thương yêu, dù ở xa cô đi bao nhiêu năm nhưng các em vẫn tìm kiếm, vẫn lên Facebook tìm kết bạn và vẫn gửi lời những lời chúc thân thương. Và khi cô về Việt Nam thì khi Hương về Việt Nam thì các em ấy rất là rất là quý mến, chân tình và là lo cho cô Hương từ mọi thứ. Thì đó là những cái gì mà Hương chia sẻ về ngày nhà giáo Việt Nam của Hương, ngày mà cái kỷ niệm vui nhất trong đời của Hương ha. Đó. Cho nên có những cái vui, những cái mỗi khoảng thời gian đi qua rồi nhìn lại thì có cái vui, cái buồn, cái nhớ và cái quên. Nhưng mà những kỷ niệm đẹp hay là mình như thế nào thì mình sẽ mang mãi mãi mang theo mình. Thì
cho nên nó là hành trang để mình tiếp bước và còn cũng như hôm làm được những cái gì giúp cho mình, cho mọi người và cho xã hội thì mình cứ tiếp tục mình làm việc cống hiến và mãi mãi yêu đời, mãi mãi giống như yêu nghề và yêu yêu người, làm đem lại niềm vui cho người khác, là đó là cái tâm hồn mình, nó sẽ làm cho mình cái sự trẻ trung và một cái năng lực tích cực, để năng lượng tích cực để mình sống tốt, sống khỏe và yêu đời hơn. Thì video hôm nay Hương chỉ chia sẻ ngắn gọn về những nội dung xoay quanh ngày nhà giáo Việt Nam, thì Hương sẽ tạm dừng cái video tại đây. Giờ xin chào và tạm biệt tất cả các khán giả thân thương ha. Chúc mọi người một ngày mới rất rất là vui. Hương sẽ gặp lại tất cả khán giả vào cái video sau. Và xin biết ơn và tri ân tất cả. Và xin nếu mà yêu thích video của Hương, xin cho Hương một ngón tay đẹp ha. Xin chào tạm biệt.